Việc nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ, Việt Nam nay là đối tác chiến lược toàn diện với 3 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga, và là đối tác chiến lược của 2 thành viên còn lại, Anh và Pháp. Đây là điều rất ít quốc gia lớn có thể làm được, huống chi với Việt Nam với vị thế là một nước đang phát triển. Các chuyên gia quốc tế nhận định, việc nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược toàn diện không bất ngờ, bởi vì cả Mỹ và Việt Nam đều đã có chính sách đó từ nhiều năm nay. Việt Nam đã khá sẵn sàng cho việc nâng cấp ngay từ năm 2019. Việt Nam đã rất khôn ngoan trong cách lựa chọn thời điểm. Vấn đề là cần có thời điểm thích hợp và họ chờ đến lúc này. Bởi vì mấy năm trước tình hình Covid, cả thế giới phong tỏa có nâng cấp thì Việt Nam cũng không thể được lợi nhiều. Mặt khác, về phía Trung Quốc còn đang rất không mấy vui vẻ về chuyện này. Dịp kỷ niệm 10 năm chính là thời điểm thích hợp nhất. Nâng cấp lần này là vượt cấp. Từ đối tác toàn diện bỏ qua đối tác chiến lược lên đối tác chiến lược toàn diện. Các chuyên gia nhận định quả thực có bất ngờ ở chỗ, một nước trở thành đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam phải là một nước có độ tin cậy chính trị khá cao, không đe dọa thể chế chính trị của Việt Nam. Chúng ta đều biết từ xưa đến nay, ngoài những việc hai bên cùng có lợi, thì Mỹ vẫn luôn lên tiếng không hay về dân chủ và dân quyền của Việt Nam. Do vậy, nào Mỹ có phát biểu không đúng về vấn đề dân chủ, nhân quyền thì chừng đó, Việt Nam còn nghĩ rằng Mỹ vẫn còn muốn thay đổi chế độ, Mỹ muốn chơi với Việt Nam. Nhưng muốn dùng sự ảnh hưởng của Mỹ để thay đổi chế độ Việt Nam. Điều đó không tạo nên lòng tin chiến lược và không có lòng tin thì người ta không bao giờ chấp nhận. Do đó, cần có nhiều động thái để phía Mỹ làm cho phía Việt Nam tin tưởng là Mỹ không hề có ý định thay đổi và tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam. Việc nâng cấp quan hệ cho thấy Việt Nam đã tương đối tin tưởng rằng Mỹ không phải là mối đe dọa đối với chế độ. Và thực tế, không có một quốc gia nào, kể cả Mỹ, cũng không có đủ sức ép để ép Việt Nam thay đổi chế độ chính trị. Người Việt Nam đã luôn tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước qua chiến tranh gian khổ đến xây dựng đất nước, và minh chứng khi mà chúng ta nhìn vào Việt Nam bây giờ thấy lòng tin đó là chính xác. Điều đặc biệt cho thấy vị thế của Việt Nam đã lên cao trên tầm quốc tế. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ đến Việt Nam theo lời mời của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc này các chuyên gia cho rằng Việt Nam muốn khẳng định Đảng lãnh đạo đất nước Việt Nam, Tổng bí thư Đảng Cộng sản là lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, tương đương với Tổng thống Mỹ. Thứ hai, thông điệp mà Việt Nam muốn truyền tải đến Mỹ. Việt Nam và Mỹ nâng cấp quan hệ đối tác thì Mỹ cũng phải thừa nhận và tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam. Mỹ hiểu quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với đất nước và dân tộc Việt Nam. Việc nâng cấp lên quan hệ chiến lược toàn diện, cả hai bên cùng có lợi cả về chính trị và kinh tế. Chính danh mà nói thì quan hệ giữa Việt Nam với Mỹ, Trung Quốc, Nga là tương đương. Trước đây Nga với Trung Quốc ở tầng 1, Mỹ ở tầng 3, rất thấp. Giờ nâng lên 2 cấp, trở thành ngang nhau. Đối với Mỹ là một thắng lợi lớn. Với Mỹ, về mặt chiến lược, Việt Nam đóng vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực, đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung, Mỹ-Nga ngày càng gay gắt. Hoa Kỳ coi Việt Nam ngày càng quan trọng trong tính toán của họ đối với việc xử lý quan hệ với Trung Quốc và Nga. Không thể biến Việt Nam thành đồng minh quân sự thì họ cũng muốn Việt Nam trở thành một đối tác có thể hỗ trợ các mục tiêu chiến lược của Mỹ. Và qua đó, tạo ưu thế chiến lược cho Mỹ và các đồng minh trong việc ứng phó với các đối thủ chiến lược này. Việt Nam hiện tại cũng khá cứng rắn trong các đường lối của mình, không để bị nước khác chi phối, chẳng hạn như Việt Nam không tham gia vành đai con đường của Trung Quốc. Trung Quốc muốn Việt Nam tham gia cộng đồng chung vận mệnh của Trung Quốc. Các nước láng giềng nhỏ quanh Trung Quốc đã tham gia, rồi như Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar gồm các nước Trung Á như Mông Cổ cũng đã tham gia. Nhưng Việt Nam chưa vội nhận lời tham gia. Việt Nam đã đúng khi bây giờ các nước trong dự án vành đai con đường đã mắc nợ như thế nào. Việt Nam nói ủng hộ nhưng hầu như không có dự án hạ tầng ở Việt Nam. Việt Nam không hề muốn rơi vào bẫy nợ của Trung Quốc. Về công nghệ, Việt Nam đã rất chủ động phát triển. Nói về mạng 5G, Việt Nam là một trong 4 nước châu Á duy nhất bên cạnh Nhật Bản, Đài Loan và Ấn Độ duy nhất không có Huawei làm 5G. Mặt khác, việc Việt Nam và Mỹ đưa quan hệ lên ngang hàng với Trung Quốc làm Bắc Kinh hết sức không vui. Chúng ta có thể thấy những bài bình luận trên tờ Hoàn Cầu Thời Báo mang giọng điệu rất bực tức. Trung Quốc có thể gây hấn ngoài Biển Đông, có thể tập trận ngoài Biển Đông, đưa tàu vào sát lãnh hải của Việt Nam ở Biển Đông. Việt Nam cũng đã cứng rắn và khôn ngoan dựa vào cộng đồng quốc tế để lên án. Việt Nam đương nhiên ở cạnh Trung Quốc nên biết cách làm để Trung Quốc không quá giận mà vẫn giữ vững chủ quyền. Theo các chuyên gia chính trị, Việt Nam nên lường trước sự trả đũa của Trung Quốc vì nâng cấp quan hệ với Mỹ, và Việt Nam đã sẵn sàng chấp nhận vì cái được lớn hơn nhiều. Trước khi ông Biden sang Việt Nam thì đã có các cuộc gặp giữa hai thủ tướng chính phủ Trung Quốc và Việt Nam. Tại ASEAN 2023,
Trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Kiến Siêu đã gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, rồi còn có giao lưu hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ở biên giới. Việt Nam cũng đã có nhiều động thái cho Trung Quốc thấy rằng tăng cường quan hệ với Mỹ không có nghĩa là Việt Nam bỏ rơi quan hệ với Trung Quốc. Việt Nam không hề chọn phe và đối đầu với Trung Quốc. Việt Nam đã có một nước đi đúng. Việt Nam đã sang thăm và cho Trung Quốc là ông Biden sẽ đến và nâng cấp mối quan hệ. Và rất có thể là cũng thông báo một cách trực tiếp hay gián tiếp như thế nào đó để Trung Quốc không trách là ông làm như thế mà không nói với tôi. Nói về Biển Đông, Mỹ luôn luôn muốn đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam, nhưng Việt Nam đã nói không. Sách trắng quốc phòng của Việt Nam đã tuyên bố không liên minh quân sự, không cho phép nước khác đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam. Việt Nam vui vẻ hợp tác phát triển, nhưng độc lập chủ quyền của Việt Nam phải do người Việt giữ gìn. Khi quan hệ chính trị đi đến mức độ nào đó thì sẽ cho phép quan hệ an ninh quốc phòng đi đến mức độ khác. Tác động sẽ là trực tiếp, không phải gián tiếp, và cần có thời gian để Việt Nam và Mỹ hợp tác nhiều hơn. Không loại trừ khả năng Việt Nam thấy cần phải nâng cấp quan hệ mạnh mẽ quốc phòng an ninh với Mỹ. Rất khó nói, Việt Nam sẽ gần với Trung hay Mỹ hơn, vì Việt Nam có thể gần với Nga, Trung ở vấn đề này, nhưng lại gần với Mỹ ở vấn đề nọ, tùy theo vấn đề. Đây là cách để ngoại giao cây tre Việt Nam đang sử dụng và độ hiệu quả của nó rất cao. Mỹ muốn đẩy mạnh hợp tác an ninh quốc phòng với Việt Nam để ngăn cản sự bá quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Việt Nam thì có chính sách 4-0, và mặc dù đối tác chiến lược toàn diện này không phải là một liên minh quân sự, nhưng có một vấn đề Việt Nam không hề chủ trương quan hệ với Mỹ để chống Trung Quốc. Việt Nam sẽ rất thận trọng và đặt ra những vấn đề hợp tác quốc phòng an ninh với Mỹ. Sự hợp tác này đột phá sẽ là hợp tác kinh tế, thương mại, công nghệ cao. Trong thời gian tới, chúng ta sẽ thấy chuỗi cung ứng chất bán dẫn, đất hiếm, hợp tác chính trị ngoại giao cũng sẽ khởi sắc hơn. Thứ Việt Nam rất cần ở Mỹ là kinh tế và công nghệ, chuỗi cung ứng. Đây là điểm mà hai bên gặp nhau rất sát. Mỹ sau khi muốn giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, sẽ điều chuỗi cung ứng của Mỹ về Việt Nam, mặt hàng chiến lược như chất bán dẫn, đất hiếm. Mỹ muốn kéo chuỗi cung ứng chất bán dẫn qua Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành điểm nhấn mới quan trọng dành cho Mỹ. Nếu chiến lược này thành công thì sẽ tạo thành hai chuỗi cung ứng đi qua Trung Quốc và Mỹ. Hai chuỗi này sẽ chồng chéo lên ở một số nước, thế nhưng sẽ có sự độc lập tương đối để Mỹ bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Việt Nam rất hy vọng chuỗi cung ứng về chất bán dẫn sẽ là động lực lớn cho Việt Nam để bứt phá kinh tế. Như vậy có khả năng sẽ thấy chuỗi cung ứng chạy qua Mỹ, Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc, Việt Nam, những nước và lãnh thổ mà Việt Nam cũng có quan hệ sâu sắc. Do vậy, việc nâng cấp quan hệ lần này giữa Mỹ và Việt Nam là hoàn toàn có lợi cho hai bên. Tờ báo Good Today của Indonesia đã cho đăng tải một bài viết rất đáng chú ý có tiêu đề Mỹ mời Việt Nam sản xuất chip. Trong bài viết này, tác giả đã chia sẻ rất nhiều thông tin liên quan đến việc Tổng thống Mỹ hủy chuyến thăm Indonesia để đến Việt Nam, đồng thời chọn Việt Nam làm xưởng sản xuất chip thay thế Trung Quốc, chứ không phải Indo với một thái độ không mấy hân hoan. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể nào phủ nhận rằng những phân tích của giới truyền thông Indonesia về vấn đề nêu trên là khá chuẩn xác. Nó cho thấy được rất nhiều những lợi ích, lợi thế của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao cũng như giá trị của Việt Nam trong mắt Hoa Kỳ cùng với chiến lược chống Trung Quốc hiện nay. Vậy cụ thể hơn, báo nước bạn nói gì về vấn đề nóng sốt trên? Tại sao Mỹ nhất định lựa chọn Việt Nam chứ không phải Indo để di rời sang kinh đô sản xuất chip bán dẫn của mình? Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu trong video clip dưới đây sau khi mọi người đã nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Mở đầu bài viết của mình, tác giả bài đăng trên trang Good Today đã nhanh chóng khẳng định rằng Hoa Kỳ trong quá trình tìm kiếm các địa điểm thay thế mới cho việc lắp ráp chất bán dẫn của Trung Quốc chiếm 40% và Đài Loan chiếm 27% sản lượng toàn cầu và năm 2019 đã tìm đến Việt Nam như một đối tác chip bán dẫn đầy hứa hẹn. Theo đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến thăm Việt Nam ngày 10 tháng 9 muốn đưa quan hệ thương mại song phương lên tầm cao hơn và tập trung vào ngành công nghiệp chip. Theo tuyên bố mới đây từ Nhà Trắng, Mỹ sẵn sàng chuyển giao cho Việt Nam công nghệ sản xuất chip tiên tiến và thậm chí là cả một số công nghệ nói thông minh khác để biến Việt Nam trở thành một Đài Loan thứ hai. Nhưng Việt Nam vẫn đang thiếu kỹ sư chip tay nghề cao, khi mà nước này hiện chỉ có khoảng 5.000 đến 6.000 kỹ sư làm việc trong lĩnh vực nêu trên. Còn trong khi đó, nhu cầu nhân lực trong 5 năm tới sẽ rơi vào khoảng 20.000 người và 10 năm tới sẽ là khoảng 50.000 người. Quả thật thì Việt Nam rất khó đáp ứng được nhu cầu nhân sự quá lớn trong thời gian tới đây. Thế nhưng, theo tác giả bài viết thì bất chấp thách thức kể trên, Hoa Kỳ vẫn lựa chọn Việt Nam bởi rất nhiều lý do sau đây. Việt Nam có nguồn đất hiếm đứng thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc với khoảng 22 tỷ tấn.
Đây được xem là một trong những thành phần cực kỳ quan trọng đối với ngành công nghiệp công nghệ cao như ngành chip bán dẫn. Hơn nữa là Việt Nam cũng là nước có nền kinh tế mở với hơn 100 triệu dân, nên không phải chịu ảnh hưởng thương mại quá nặng nề từ Trung Quốc như Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore hay là Myanmar. Còn nếu so với Việt Nam, với Ấn Độ thì Việt Nam có lợi thế lớn về mặt chi phí sản xuất, cho nên Hoa Kỳ muốn đẩy Việt Nam vào phân khúc sản xuất chiếm chủ chốt. Nhưng điều đáng chú ý nhất là, ngay sau đó tác giả bài viết đã đặt ra một câu hỏi đánh đố con người ta rằng tại sao bên cạnh Việt Nam, Indonesia cũng có những điều kiện tuyệt vời như thế, thậm chí là tuyệt vời hơn rất nhiều, nhưng Mỹ đã không chọn Indo mà lại chọn Việt Nam. Để rồi Tổng thống Mỹ Joe Biden phải hủy bỏ chuyến công du đến Indonesia đã được lên lịch từ trước để tham gia hội nghị thượng đỉnh ASEAN và đến thăm Việt Nam, khiến dân tình dậy sóng suốt thời gian qua. Theo đó, tác giả bài viết đã đưa ra những dẫn chứng hết sức thuyết phục để tháo gỡ thắc mắc cho mình và tự minh chứng cho những gì mình vừa nói ở trên. Cụ thể như sau, trong khi GDP của Việt Nam vào năm 2022 đạt 406,5 tỷ đô la và thu nhập bình quân đầu người đạt 4.100 đô la, thì GDP của Indonesia trong cùng năm đạt 1.318,8 tỷ đô la và thu nhập bình quân đầu người đạt 4.500 đô la. Trong khi dân số Việt Nam chỉ có khoảng 100 triệu người, thì dân số Indonesia đạt 280 triệu người, lớn gấp 3 lần Việt Nam. Xét về độ tuổi trung bình, thì Indonesia có độ tuổi trung bình là 29,7 tuổi, còn Việt Nam là 32,3 tuổi. Còn nếu xét về tỷ lệ sinh thì con số này ở Indo là 2,32%, tức là mỗi năm ở Indonesia sẽ có thêm 4,7 triệu trẻ em được sinh ra, giúp dân số quốc gia gia tăng thêm 2,9 triệu dân. Nhưng con số đấy ở Việt Nam chỉ là 2,06% tỷ lệ sinh, với khoảng 1,5 triệu trẻ em được sinh ra hàng năm, khiến dân số Việt Nam chỉ tăng khoảng 900.000 người mỗi năm mà thôi. Như vậy có thể thấy về quy mô nền kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, dân số, tỷ lệ dân số, tiềm năng gia tăng dân số và gia tăng nguồn lao động, Indonesia đều vượt trội hơn Việt Nam rất nhiều. Đây chính là những điều kiện tuyệt vời để Indonesia trở thành một công xưởng sản xuất chip mới thay thế cho Trung Quốc chứ không phải Việt Nam. Thế nhưng, Hoa Kỳ vẫn nhất định chọn Việt Nam là vì thứ nhất, Việt Nam nằm gần Trung Quốc hơn Indonesia và Việt Nam có chung đường biên giới trên bộ với Hoa Lục. Thậm chí mà các tuyến đường cao tốc và đường sắt trên bộ của Việt Nam cũng có thể dễ dàng kết nối với mạng lưới đường sắt và đường cao tốc trên bộ của Trung Quốc. Điều này đã giúp cho các trung tâm kinh tế lớn ở Việt Nam tiếp cận nhanh với các trung tâm kinh tế lớn ở Trung Quốc như Thâm Quyến và Quảng Đông. Nhưng Indonesia lại nằm cách Trung Quốc khá xa và Indo cũng không có tuyến đường bộ kết nối trực tiếp với Hoa Lục. Theo đó, người ta đã phải di chuyển qua Malaysia, Thái Lan, Campuchia và Lào nếu muốn đến Trung Quốc từ Indonesia. Vậy nên quá trình di rời cơ sở sản xuất từ Trung Quốc đến Việt Nam sẽ khiến Mỹ ít tốn kém hơn rất nhiều so với khi di chuyển từ Trung Quốc đến Indonesia. Thứ hai, Việt Nam có hệ thống chính trị độc đảng giống như là Trung Quốc, cho nên họ có cách điều hành và quản lý nền kinh tế gần như giống nhau. Nếu Mỹ di rời các cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam, thì công việc sẽ được bắt đầu dễ dàng hơn và công nhân sẽ quen việc hơn rất nhiều. Thứ ba, Việt Nam có chính sách thu hút đầu tư nước ngoài tốt hơn Indonesia khi mà đất nước hình chữ S miễn thuế 4 năm đầu tiên cho doanh nghiệp sản xuất và áp dụng mức thuế tối thiểu khoảng 15% cho doanh nghiệp nước ngoài, chứ không cần tận đến 25% như là Indonesia. Nhưng đặc biệt nhất là ngành sản xuất công nghệ cao tại Việt Nam sẽ được ưu tiên dòng vốn đầu tư và được miễn giảm thuế phí sử dụng đất tối đa, giúp Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn so với Indonesia. Thứ tư, trình độ lao động của Việt Nam được đánh giá cao hơn Indonesia tận vài bậc. Vì theo cuộc khảo sát được tiến hành vào tháng 3 năm 2023 bởi Tổ chức Giám sát Quốc tế có uy tín cho thấy Việt Nam hiện đang xếp thứ 28 trên 143 quốc gia và vùng lãnh thổ có trình độ giáo dục đào tạo cao với 89,5% người lao động viết chữ thành thạo, có kiến thức chuyên môn cơ bản. Còn trong khi đó, con số này ở Indonesia chỉ có khoảng là 68,4%, khiến cho nước này được xếp tận hạng 46 trên bảng xếp hạng kể trên. Lý do được đưa ra là vì tính đến năm 2020, tại Việt Nam có đến 70% dân số thường xuyên truy cập Internet mỗi ngày, nhưng tỷ lệ này ở Indonesia chỉ có 54% mà thôi. Ngoài ra, Việt Nam cũng có rất nhiều nỗ lực trong việc nâng cao năng suất lao động, giúp cho nguồn nhân lực của mình cải thiện được giá trị và cả tốc độ tăng trưởng nhanh. Thứ năm, Việt Nam nắm giữ vị trí chiến lược trong con đường tiến đến Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Bởi vì ai cũng biết là ông lớn này thì luôn
muốn nhắm vào Trung Quốc và Việt Nam đã được tô đậm như một điểm đến trung tâm của chiến lược này nhờ vị trí địa lý nằm rất gần với Hoa Lục. Theo đó, Việt Nam ôm lấy Trung Quốc ở Biển Đông và điểm cực nam của Việt Nam cũng nằm rất gần với eo biển Malacca, một tử huyệt của đất nước tùy dân. Nhưng điều quan trọng hơn là Việt Nam luôn cho thấy một ý chí đấu tranh quyết liệt trước sự bá đạo của Trung Quốc trên biển. Điều này đã giúp cho Hoa Kỳ nhận ra được vai trò quan trọng không thể thiếu của Việt Nam trong kế hoạch bao vây Trung Quốc của mình. Nếu Hoa Kỳ thiếu đi Việt Nam thì Trung Quốc sẽ rộng cửa tiến xuống phía Nam và bành trướng tại đây. Vâng, không khó để nhận thấy là tác giả bài viết đã có sự nghiên cứu rất sâu sắc về Việt Nam, cũng như về những ý đồ của Hoa Kỳ trong việc chọn Việt Nam là mục tiêu thay thế cho Trung Quốc trong ngành sản xuất chip bán dẫn hiện nay. Trong đó, nguyên nhân thứ tư và thứ năm chính là hai nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho ông lớn đưa ra quyết định táo bạo kể trên, cũng như khiến cho Washington mạnh tay thông qua đạo luật hỗ trợ 500 triệu đô la của Mỹ cho các công ty muốn rời nhà máy sản xuất từ Trung Quốc đến Việt Nam trong 10 năm tới đây. Vậy nên thiết nghĩ, Indonesia nên chấp nhận trở thành người thua cuộc trong cuộc đua trở thành công xưởng sản xuất chip với Việt Nam. Nước này không nên cay cú thêm nữa để mà tránh làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia. Còn về phía Việt Nam, đất nước hình chữ S cũng không nên vui mừng quá sớm. Bởi vì như tác giả bài viết đã nói, Việt Nam đang đứng trước thách thức về sự thiếu hụt nguồn nhân lực trình độ cao. Nếu Việt Nam không cải thiện được chất lượng đào tạo lao động của mình trong thời gian tới, cũng như không nâng cao được số lượng các kỹ sư lành nghề cho ngành sản xuất chip, thì Việt Nam sẽ bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một do Hoa Kỳ mang đến. Do đó, ngay từ bây giờ, Việt Nam nên chạy nước rút để đáp ứng được yêu cầu sản xuất cao của ngành sản xuất chip trong thời gian tới đây. Còn các bạn có nghĩ như thế không? Vui lòng comment ngay xuống phía dưới. Các bạn cũng đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ các video clip hấp dẫn trên kênh nhé! Hello cả nhà thân yêu của mình, chúng mình lại gặp nhau rồi đây và hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn bàn luận về những vấn đề kinh tế nóng hổi nhất thế giới với bãi đáp là Indonesia. Các bạn biết không, nền kinh tế của Indonesia từ lâu luôn lấy Việt Nam chúng ta làm dấu mốc so sánh và phấn đấu không ngừng. Và trong năm 2022 vừa qua, Indo đã có những bước tiến rõ rệt khi nền kinh tế đã hồi phục khởi sắc hậu đại dịch Covid. Tuy phát triển là thế nhưng nếu so với Việt Nam thì tốc độ tăng trưởng của Indo vẫn cứ bị bỏ xa một quãng đường kha khá. Bằng chứng là mới đây vào ngày 14 tháng 2, trang CNBC của Indo đã đăng tải một bài báo đề cập đến vấn đề tăng trưởng kinh tế Indo vẫn thua xa Việt Nam. Hãy quên đi giấc mộng trở thành quốc gia phát triển đi nhé! Vậy thì thực hư câu chuyện này ra sao? Tại sao truyền thông Indo lại dám vạch áo cho người xem lưng như thế? Tất cả sẽ được mình giải đáp tất tần tật trong video dưới đây. Nhưng mà trước khi đi vào video hot thì các bạn hãy cùng ủng hộ mình bằng cách like, share và subscribe, ấn vào chuông thông báo của kênh nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu ngay thôi nào. Bức tranh toàn cảnh về tình hình tăng trưởng kinh tế của Indo so với Việt Nam. Như mình vừa mới đề cập qua thì trong một bài báo được đăng tải trên trang CNBC cho thấy tình hình tăng trưởng kinh tế trong năm 2022 của Indo là vô cùng lạc quan. Nó có ghi rõ ràng rằng vào năm ngoái, nền kinh tế của nước mình đã tăng tốc và cán mốc 5,31%. Đây cũng là mức tăng trưởng kinh tế được ghi nhận cao nhất trong 9 năm qua tại xứ sở vạn đảo. Thành công trên có được là do những chính sách nới lỏng các hạn chế sau đại dịch Covid giúp nhiều doanh nghiệp được phép hoạt động trở lại. Nhìn thì có vẻ đây là một thành tựu đáng tự hào của Indo, phải không nào các bạn? Cơ mà nếu so sánh với các quốc gia trong khu vực ASEAN như là Philippines hay là tiêu biểu nhất là Việt Nam chúng ta, thì kết quả trên thật sự không mấy tự hào lắm. Theo các số liệu thống kê cho thấy, mức tăng trưởng kinh tế của đất nước Philippines hiện đã lên mức 7,06%. Trong khi đó, con số này ở Việt Nam chúng ta thậm chí còn cao hơn và được ghi nhận ở mức là 8,02%. Để minh chứng cho điều mà mình nói thì tác giả bài viết còn dẫn chứng thêm rằng chính các nhà kinh tế ở Viện Phát triển Kinh tế và Tài chính Indonesia NIDEF đã thừa nhận rằng con số tăng trưởng là 5,31% hoàn toàn không có gì ấn tượng, bởi lẽ tốc độ phát triển kinh tế của Indo vẫn còn thua xa các nước khác, đơn cử là Việt Nam và Philippines. Điều đáng nói ở đây là cả Việt Nam lẫn Indo đều phải chịu những áp lực toàn cầu giống nhau, như là ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine, lạm phát toàn cầu gia tăng chóng mặt, nền kinh tế Mỹ cũng như Liên minh châu Âu vấp phải sự sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, Việt Nam đã xoay sở tốt hơn so với Indo để đạt được mức tăng trưởng cao hơn 2,71%.
Hơn nữa, mức tăng trưởng mà Indo gọi là cao nhất trong 9 năm qua vẫn còn thua xa mức tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2011 nữa. Còn nếu như mà tính riêng trong năm đại dịch Covid-19 chạm đỉnh, thì nhiều quốc gia tại ASEAN cũng đã đạt mức tăng trưởng âm, bao gồm cả Indo, với con số là âm 2,07% trong năm 2020. Duy chỉ có Việt Nam vẫn giữ được mức tăng trưởng dương một cách thần kỳ và cán mốc 2,80% để đạt qua sự hoành hành của con virus cúm chết dở đó. Qua đó, tác giả bài viết cho rằng trình độ phát triển kinh tế của Indo là khả quan nhưng lại không mấy đáng kể so với Việt Nam hay là Philippines, nếu như không muốn nói là vẫn còn kém xa. Có vẻ như nhận định của các bác ấy là hoàn toàn chính xác với tình hình phát triển kinh tế của Indonesia ở thời điểm hiện tại. Vậy thì lý do gì khiến cho nền kinh tế nước này vẫn chưa bắt kịp đối với nước ta? Liệu có giải pháp nào cho xứ sở vạn đảo hay là không? Hãy cùng mình đi qua phần tiếp theo của video để cùng làm rõ nhé! Lý do khiến nền kinh tế Indo tăng trưởng kém xa Việt Nam và cách khắc phục hiệu quả nhất. Trong rất nhiều năm qua, nền kinh tế của Indo luôn luôn bị đánh giá thấp hơn Việt Nam bởi cộng đồng quốc tế hay thậm chí là những người có chuyên môn tại nước này. Theo đó, cựu Bộ trưởng Tài chính của họ vào năm 2016 đã chỉ ra được đâu là nguyên nhân chính khiến cho tốc độ tăng trưởng kinh tế của Indo bị Việt Nam bỏ xa. Ông cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế của Indo vẫn luôn trì trệ ở loanh quanh mức 4-5% từ năm 2011 đến nay. Việc một nền kinh tế đi lên ở mức 4-5% là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, nó chỉ bình thường đối với những nước phát triển. Còn đối với một nước vẫn còn đang phát triển như Indo, thì ông khẳng định là xứ sở vạn đảo có thể dễ dàng bị rơi vào cái bẫy thu nhập trung bình do chính mình tạo ra. Vì vậy, theo ông, nếu không có những giải pháp kịp thời, thì Indo nên dẹp ngay ước mơ trở thành đất nước phát triển vào năm 2045. Ngoài ra, ông cũng chỉ ra thêm một vài ví dụ về những quốc gia đang có sự bứt phá ngoạn mục và đã trở thành các nước phát triển hàng đầu châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, vốn rất nổi danh trên trường quốc tế hiện nay. Chưa hết đâu nhé, nhà lãnh đạo này còn cho rằng trong tương lai sắp tới, Việt Nam chúng ta sẽ bước vào bảng danh sách vàng nêu trên. Vậy thì còn gì bằng đúng không nào? Quả là Việt Nam chúng ta luôn đạt điểm 10 chất lượng trong mắt anh em láng giềng chứ chẳng phải chơi đâu nha. Quay trở lại với câu chuyện của Indonesia, tuy tình hình tăng trưởng kinh tế của nước này không mấy sáng sủa, nhưng họ vẫn chưa phải là hết đường bình. Nếu như mà Indo sáng tạo áp dụng các giải pháp khả thi dưới đây, thì họ hoàn toàn có thể thoát khỏi tình trạng dậm chân tại chỗ như ở thời điểm hiện nay. Cụ thể như sau, đầu tiên nước này nên tăng cường đầu tư cho khu vực công nghiệp để làm bàn đạp cho ngành kinh tế phát triển. Trong thời kỳ nền kinh tế hiện đang cực kỳ hỗn loạn như bây giờ, thì việc tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp là điều rất cần thiết để giảm thiểu những tác động tiêu cực của thực trạng suy thoái đang diễn ra. Đây cũng là hướng đi đúng đắn mà Việt Nam chúng ta đang tích cực theo đuổi, song song với việc đẩy mạnh phát triển nền nông nghiệp của nước nhà đó nhỉ. Tiếp theo, họ nên nâng cao chất lượng sống người dân để phát triển kinh tế dài hạn. Chính phủ Indo cần phải đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xóa đói giảm nghèo để tăng sức mua của dân chúng thay vì là tung ra các khoản trợ cấp ít ỏi, chả đủ để nhét kẽ rằng. Về điểm này thì Việt Nam ta đang là nước đạt được thành công rực rỡ khi đẩy lùi được tỷ lệ hộ nghèo và giữ nó ở mức dưới 10%. Trong khi đó, ở Indonesia, con số trên lại chiếm đến 24% trên tổng dân số cả nước. Thì thử hỏi là dân giàu nước mạnh ở đâu ra? Cuối cùng là việc Indo nên đầu tư mạnh hơn vào cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc phát triển kinh tế. Đây là một điểm sáng mà Indo cần học tập rất nhiều ở Việt Nam chúng ta các bạn ạ. Các bạn biết không, hàng năm Việt Nam vẫn ưu tiên trích ra 5% GDP để tập trung vào việc nâng cấp cơ sở hạ tầng như là mở rộng đường xá, cầu cống và xây dựng hạ tầng kỹ thuật hiện đại giúp nền kinh tế đi lên bền vững tại hầu hết các tỉnh thành trên cả nước. Còn phía Indo thì vẫn còn khá ki bo ở khoản này khi mà họ chỉ bỏ ra 24% GDP, tức là chỉ bằng 1/2 so với Việt Nam chúng ta mà thôi. Tổng kết lại video có thể thấy rằng Việt Nam luôn là quốc gia có tốc độ tăng trưởng vượt bậc. Chúng ta đang là tấm gương sáng cho nhiều quốc gia khác noi theo, mà đặc biệt ở đây là Indonesia. Về phía Indo, dù họ là quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế không mấy ấn tượng, thế nhưng mình nghĩ là nếu chính phủ nước này vạch ra một đường đi đúng đắn, thì trong tương lai không xa họ có thể cùng Việt Nam dắt tay ra biển lớn để thổi kèn to tí tê.